Trái ngược hoàn toàn với mùa bội thu của ngành xe hơi Mỹ, thì Moody's vừa đưa ra dự báo năm nay doanh thu của một số hãng xe lớn tại châu Âu có khả năng sụt giảm đến 5 tỷ euro. Theo thông tin từ Moody's, thì năm nay, 4 tập đoàn xe hơi lớn nhất châu Âu, cụ thể là Ford Euro, GM Euro, Fiat Chrysler và Peugeot Citroën có thể thất thu đến 5 tỷ euro. Theo họ, trong suốt 20 năm qua, chưa bao giờ người dân khu vực lại thờ ơ với xe hơi như thế này. Doanh số xe hơi tại Tây Ban Nha, Ý và Pháp cũng sụt giảm thê thảm và chưa có dấu hiệu hồi phục trở lại. Hồi tháng 6, thống kê từ Hiệp hội xe hơi châu Âu, số xe bán được ở đây rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1996. Vào ngày 17 tháng 9 tới, sẽ có thông tin doanh số xe hơi tiêu thụ trong tháng 7 và tháng 8. Dù chờ đợi, nhưng những ai làm trong ngành xe hơi đều biết mấy tháng hè luôn là thời điểm buôn bán chậm nên không có mấy người tỏ ra kỳ vọng nhiều xem trường bức tranh của ngành xe hơi châu Âu vẫn quá sức ảm đạm, mặc dù vẫn có một số ý kiến lạc quan cho rằng tình hình sẽ sớm sáng sủa vì kinh tế nước Anh đã đi vào quỹ đạo hồi phục, các lĩnh vực sản xuất cũng như niềm tin kinh tế, niềm tin tiêu dùng ở Eurozone hay châu Âu đều có cải thiện rõ rệt.